đón khách dịp nghỉ lễ, hàng không tăng hàng nghìn chuyến, thu về hàng nghìn tỷ, nhưng tàu hỏa vẫn sợ ế là do đâu? Theo một thông báo mới nhất, vào dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, các hãng hàng không dự kiến đón hàng nghìn lượt khách, nhưng trái ngược lại thì tàu hỏa lại đang rất lo lắng sợ ế khách trong dịp này. Cụ thể, trong dịp Dỗ Tổ từ mùng 8 đến 12 tháng 4, Vietnam Airlines và Vasco cung ứng gần 1.400 chuyến bay với trên 266.000 ghế, tăng tận 10% so với năm ngoái các ông ạ. Pacific Airlines cũng có 200 chuyến với gần 37.000 ghế. Bamboo Airways cũng dự kiến tăng thêm nhiều chuyến trong đợt này. Còn riêng đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì Vietnam Airlines Group cung ứng 450.000 chỗ cho tất cả các chặng bay đi khắp mọi nơi tại Việt Nam. Nhưng trái ngược với hàng không, hiện tại dù đã được mở lại hoàn toàn và có nhiều chuyến chạy tăng cường, thế nhưng tàu hỏa vẫn đang lo lắng vì sợ ít lượng khách tham gia. Dù có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng ngành đường sắt vẫn hy vọng trong dịp lễ này sẽ tăng thêm nhiều chuyến và họ sẽ sẵn sàng cung cấp đầy đủ dịch vụ tốt nhất để phục vụ khách hàng. Ngày lễ thì người người nhà nhà đi chơi, đi hết chỗ này rồi đến chỗ khác. Nhìn mọi người check-in sang chảnh thì tôi cũng muốn đi lắm đấy. Thế nhưng nghĩ lại thì cái thân này có làm ăn được gì đâu. Lương thì mãi chẳng thấy tăng, mà nhìn đâu cũng thấy cái gì cũng tăng. Thì tiền đâu mà đi đây? Anh em nào ở nhà dịp này thì điểm danh với tôi cái nhở.